Bà Toán đâu rồi? Sao mày không chào bà lại đây? Chị không muốn ở đây. Ủa, để mày về đây một mình à? Có gì đâu, chị mệt thì chị ngủ ở đẳng mà. Sao không kêu nó về đây rồi nghỉ? Chị về, chị không về. Chị muốn đẳng, chị nói đẳng mấy ngày rồi, chị về. Rồi, bây giờ mày ở đây làm đúng không? Em lại đây làm em xin nghỉ. Nghỉ, sao lại nghỉ? Tự nhiên cái mày đi làm cho nó, cái giờ tự nhiên cái tính nó trẻ con, cái mày nghỉ làm là sao? Em đi làm nhưng mà chị em trong nhà bệnh hoạn, không được em không được quan tâm nữa. Ủa lúc chị bệnh em cũng quan tâm, chạy đâu chạy đáo đó. Ý là bữa là nó khó chịu với mày là em nói chuyện bình thường, chị cũng khó chịu, em cũng khó chịu lại, mà chị còn đánh em nữa. Em không muốn làm nữa, lại em xin tiền lương đi về. Chị tiền đang đâu mà sao em không dẫn chị tiền về? Em nói là chị tiền ở đẳng á. Chị mà ở đẳng làm gì? Chị ở đẳng ngủ chứ làm gì? Tự nhiên cái đang làm với ta, cái mày với bả lại đẳng ngủ. Không có gì tự nhiên cái đó, lúc đầu á chị không thấy chị sai hả? Tự nhiên cái chị giận chị tiền xong cái chị tiền xin lỗi chị rồi, mà còn chị còn vậy nữa, chị làm tới lên. Rồi chị cho chị tiền ngủ ở ngoài, bữa giờ mưa em nằm đó. Thấy hôm qua chị tắt là wifi mà, còn cái đó chị tiền quả với tao thì sao? Tắt wifi á là hai đã chị tiền đang khó chịu. Rồi hai người bài ra, đã chị nói là chị đang khó chịu, hai người bài ra kiếm chuyện với chị nữa. Mà sao tối mày đi chị tiền đi về mà hỏi ý kiến tao chưa? Rồi lại đây giờ cái mày cũng có làm đủ tháng với tao đâu mà mày bây giờ làm suy nghĩ làm bộ không làm đủ tháng là em giờ em nghỉ mà em không được lãnh tiền lương hả chị? Chứ là tự nhiên cái em chăm sóc chị tiền á, em chị em trong nhà chị em cũng quan tâm, anh Ken em cũng vậy đó, mà cái chị lại chị đánh em. Mày trúng em chưa? Chị chỉ xô em ra thôi chứ trúng em chưa? Mắc rồi lúc chị phải làm vậy với em có làm xô tao té xong mày xô tao té nhà tắm đó, sao tao không nói đi mà hỏi lúc đó em bị bệnh. Chị đừng nói giờ chị bệnh cái chị làm vậy. Tao bệnh khi nào tao nói tao bệnh khi nào. Và những lúc mày xô tao này kia đó, tao có nói với mày cái gì không? Hồi bữa là tao chỉ quạo lên tao xô mày ra thôi, chứ đâu phải là tao cố tình tao đánh mày đâu. Mà nói gì chỉ là quạo mày, em đâu có làm gì chị đâu. Em đụng, bộ em đụng chị tiền cái chị quạo với em hả? Mày làm chưa có đủ tháng cho tao. Gần hết tháng rồi thì chị cho em lãnh tiền đi. Rồi chị tiền đáng đâu mà sao mày đi về đây có mình nữa. Chị hỏi hoài đó, em nói ở đẳng á. Ở đẳng làm gì? Hay là mày kêu mắc gì đã? Mắc gì em phải kêu, chị tiền giận hai người, chị tiền tự lại đẳng, em đi về nhà em thôi. Sao tối á, chị tiền mới vừa về xong rồi sáng nay mày lại mày kiếm tao làm gì? Rồi liên quan gì chị tiền về còn em lại thì em lại chứ. Ủa mà mày làm chưa đủ tháng với tao nè, rồi chưa đủ ngày nữa mày lại mày đòi tiền là sao? Em không có đòi, em nói là em nghĩ thì rồi trong khi mà hai đứa tao đang cãi nhau á, mày với chị tiền mày cứ đi theo kè kè chị tiền, mày cứ nè, nói này nói kia, giống như là làm cho kiểu tao với chị tiền cãi nhau xích mích nhau gì đó. Rồi không có lấy chuyện mà tao cũng chị cho em nói cái này vậy. Nói đi. Cái lúc chị tiền cãi lộn á, chị khóa cửa lại, anh Ken thì bên này á cũng im re không ai nói chuyện. Chị tiền ngủ một mình ở bển, nó sợ ma, chị tiền kêu bển ngủ đỡ. Xong rồi hai chị cãi lộn, chị tiền ra ngoài nằm muốn sốt ở ngoài không có cái mền đắp, em mới lấy cái mền thấy ở ngoài chỗ chị ngủ này đem ra ngoài không có gói, chị nhức đầu em mới kêu cho nằm lên đỡ, nằm có một bên đùi hà. Cái vậy chị thấy chị ghen, chị ghét em hay sao? Tao ghét mày khi nào chứ sao? Tao ghét mày sao mà tao cho mày làm chung với tao rồi sao? Tao cho làm chung là cho lòng chung, chẳng cho mày ăn chung đâu có khi nào mà cái đó là lúc chưa cãi lộn, còn cái lúc này ấy, chị thấy vậy á, cái chị ghen với em. Tao ghen với mày khi nào? Tao chỉ cãi nhau với chị tiền thôi, tao không có ghen với mày. Nhưng mà lúc mà tao với chị tiền á đang cãi nhau, mày cứ chen vô những cái câu mà làm em nói giống như em kiểu nói người ta vậy á. Em nói sao? em thấy hai chị cãi lộn á, em thấy vậy em không được nói hả chị? Nhưng em đứng cái chuyện chị đó là chị kêu em đi hai người bên, hai người
người cãi lộn, người khóc, người buồn, cái chị kêu qua đây làm hảnh hơi đi ngủ. Nhưng mà chị có sao vậy? Sao với chị Tiền, không có cần mình sang vô. Rồi em không qua, em nói vô. Người nói thì có người nghe. Còn hồi tối á, là chị Tiền vừa giờ xong rồi sáng nay mày lại mày đòi lương. Rồi cái lúc mà chị Tiền vô xếp đồ này kia, cái mày đi theo bá kè kè, bộ mày dụ bá lại đánh hay gì? Mắc gì em phải dụ. Mày đi về mày không nói với tao một câu, mày chưa hỏi kiến của tao là mày về đánh được không? Rồi hai người, người khóc, người buồn, người em lại nói chuyện chị chửi em nữa hả? Tao chửi mày khi nào? Mày hôm qua tao có nói với mày câu nào không? Chứ em có nói với chị đâu, hai người cãi lộn, người ôm, người khóc đó. Tao có chửi mày chưa? Tao chửi mày khi nào? Bộ mày làm với tao, mày muốn nghĩ, quá tao nghĩ, muốn suy nghĩ. Ghen khi nào? Mày chứ làm gì chị đánh mày? Mày bỏ qua chuyện đó đi, nhưng mà làm với tao, bộ muốn làm là làm, muốn nghĩ là nghĩ hả? Chưa làm đủ với tao mà đòi lương là sao? Ủa chứ giờ em muốn nghỉ? Rồi chị không trả lương hả? Muốn làm là làm, muốn nghỉ là nghỉ hả? Ủa chị quá đáng em làm chị mà chị làm thái độ chị ghét, chị đánh em. Em chỉ đụng với chị Tiền một xíu cái chị ghen, chị lên thái độ em nói tao thái độ với mày hay là mày thái độ với tao? Em nói chuyện tao là người trả lương cho mày hay là mày về ngủ đi? Tao là người trả lương cho mày hay là mày là người trả lương cho tao? Tao hơi mày làm chứ không phải là tao hơi mày làm với tao cho mày có lương. Nhưng mà giờ em không chấp nhận thuê cho em làm nữa. Tại sao? Em không chấp nhận chị thuê em làm nữa. Nhưng mà mày chưa làm đủ ngày với tao. Mắc gì phải đủ ngày, giờ em muốn nghỉ. Ủa, bộ đi làm không đủ ngày là rồi lương liền đúng không? Ủa, em nghĩ chứ mày không trả lương cho em. Mày có hỏi ý kiến của người ta là người ta có đồng ý trả lương cho mày hay không? Ủa chứ đâu ra cái lực gì ngày làm không đủ ngày xin nghỉ cái chị không trả lương cho em gì chị? Chị làm chủ, chị muốn làm gì chị làm, chị ghen quá rồi chị làm, chị nói gì kỳ vậy? Chứ lại á, mày làm với tao mày phải làm đàng hoàng. Khi mà mày nghỉ mày cũng báo trước với tao 1-2 ngày chứ không phải là mày muốn nghỉ là mày nghỉ. Còn cái chuyện mà trả lương cho mày thì chắc chắn tao phải trả rồi. Mày làm cho tao bao nhiêu ngày tao sẽ trả cho mày bao nhiêu ngày. Nhưng mà mày phải kêu chị Tiền về đi, rồi có gì tao sẽ nói chuyện với chị Tiền xong rồi tao trả lương cho mày, rồi mày nghỉ luôn cũng được nữa. Ủa chị ơi, người yêu chị mà người yêu chị đâu thì chị tự lại chị kêu đi, mất gì em có quyền gì em kêu người yêu chị về chị? Người yêu chị tự đi mà sao chị không kêu về? Em kêu về mất công chị nói có cái quyền gì nữa đó. Chuyện của hai người giải quyết đi, em xé vô cái chị khó chịu, em mất gì em phải kêu chị về. Chị tự đi thì chị tự lại kêu chị về. Bây giờ em đang làm việc cho chị trả lương cho em á. Thì nếu mà em có suy nghĩ hay là em muốn nghỉ làm gì đó em cũng phải nói trước với chị một tiếng, chứ không phải là em muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Cái đó em cũng phải tự em biết chứ. Chứ có đâu hôm qua em bỏ về ngang vậy, chị là người trả lương cho em mà. Chứ có gì em cũng phải nói trước với chị chứ. Chứ bộ chị nói chị thì em muốn đi, chị kêu thì em chở đi thôi. Nhưng mà em nói chị chưa, em có hỏi chị là về được. Ủa chứ hôm qua chị ngồi chị khóc kim điên ngồi có gái đó em lại nói chị tiền. Sao còn đây là chị nói công việc của chị với em, chị là người trả lương cho em lại nói công việc. Ờ thì cái đấy là việc của em, công việc là công việc, còn hai đứa nó là chuyện riêng tư. Còn cái công việc của em thì em đang làm việc cho nó mà. Em muốn về, em muốn nghỉ hôm ngày hôm đó thì em nói với nó một tiếng. Em bảo là chị ơi hôm nay em cho em về nhà nghỉ một hôm nhé. Ờ thì nó đồng ý rồi, mày về, mày muốn về mày về. Nó nói không đúng hay gì mà mày cãi nhem nhem ra. Cãi nhem nào anh em được không? Em làm việc với chị tốt nhất, phải làm việc với anh. Mày đừng có mà ăn nói mất dạy nha. Anh có trả lương cho em không? Tao không trả lương cho mày nhưng mà tao đang nói đúng. Tao đang nói cho mày hiểu, tao đang giải thích cho mày hiểu. Chứ không phải là mày đừng có nói cái câu là trả lương hay không trả lương ở đây. Rồi anh đừng làm cái chuyện này đi rồi anh nói. Mày đừng có lôi tao vào. Nói chung là giờ em kêu chị Tiền ra đây đi rồi chị trả lương cho. Chị tự lại kêu đi, sao mà chị cứ nói em hoài vậy? Em cứ liên quan tới chị Tiền, cái chị khó chịu với em đã giờ em không có đụng tới cái chị kia liên quan tới nữa. Có người yêu không biết quản. Giờ em đi về đi. Công chuyện tiền bạc tính sao thì nam được làm đủ ngày. Tại sao không có về đấy? Chị đưa tiền cho em đi về đi chứ ạ. Bây giờ em kêu chị Tiền chứ làm ở đây nhà em kế bên á, đi về với mẹ chị cũng không được nữa. Chị khó vừa thôi. Khó gì em đang dịch mà em đi đâu? Em đây là lại có mấy ngã tư người dịch chị lây bệnh cho người ta, em biết là lỡ đây bệnh là ảnh hưởng tới cả nước chứ không phải là mình ơn em đâu. Mỗi ngày là mỗi ít người có mấy ngã tư rồi chị đi bộ cũng tới nữa.
Dạ em sai vậy, em kêu chị đi bộ mà. Còn chuyện á, em về với mẹ em á thì chị nói là 7 ngày em về một lần, chứ phải là chị không cho em về luôn. Tại vì chị sợ dịch bệnh á, bị bệnh đời này kia á, anh chị mới không cho em về thường xuyên thôi. Còn lúc trước em làm với chị, em muốn về, em muốn làm xong việc thì chị kêu em về, mà cái chị đâu bắt buộc là em phải ở đây làm với chị đâu. Lỡ em đi tiếp xúc với người này người kia rồi lỡ bị bệnh người này người kia, ảnh hưởng cả nước mình chứ đâu phải là ảnh hưởng cho bạn đâu. Rồi ok, cái đó làm sai đi, nhưng mà chuyện tình cảm của chị hồi hôm bữa chị đó là chị nghe, chị đừng có phát hiện từ cái lúc đó là em thấy cái chị khó chịu với em rồi, chứ em không phải là em giận anh tự nhiên đi về đâu. Em ơi, cái chuyện này là cái chuyện riêng của chị với chị tiền. Tiền riêng của hai chị sao mất thì chị đánh em. Chị đánh em khi nào? Chị chỉ xôi ra thôi à. Mắc gì chị phải xôi em? Chị hôm bữa em xôi chị cũng xong rồi. Chị không có liên quan rồi sao? Tại sao không liên quan? Lúc đó em bị bệnh sao em không biết? Chị không thấy em mệt mỏi lắm sao anh chị? Còn lúc này chị mệt mỏi lắm hả? Em đụng tới chị tiền cái chị làm quá nên chị khó chịu với em nha. Chị không cho em nói. Nãy giờ em nói nhiều lắm rồi. Em đêm đi. Nãy giờ chị thấy em nói nhiều lắm rồi đó. Chị nói em chị không cho em trả lời là sao? Chứ em canh hả? Bây giờ em đi về nhà đi. Lỡ em đi với chị ở đây đi. Chị có tiền cho em đi về. Chị em muốn làm việc với chị nữa. Người tự giải quyết đi, có người yêu thì tự quản đi. Người yêu chị đi đâu thì chị tự kêu người yêu chị về đi, đâu phải chuyện của em. Tại nhà gần cho nên chị tìm nó lại nhà em, chứ nếu gì đã không dịch, không tại dịch nó mất dịch chị tìm lại nhà em chị. Bây giờ em đi về nhà đi. Chị đưa tiền cho em đi. Em đưa chị tiền đi, em đưa chị tiền về đi. Ủa em mất rồi, chị quá chuyện của chị. Chị tiền chị tự giải quyết, chị bớt làm phiền em được không? Gì em làm gì hả? Ủa sao mày ở đây? Nãy giờ mà làm gì lâu dữ hả? Em nói chị tốt đưa tiền cho em, chị không chịu đưa tiền cho em mà cứ kêu đưa chị lại không mà. Chuyện hai người thì tự giải quyết đi. Thì mày lấy tiền đi rồi về. Chị không chịu đưa tiền cho em nè. Ủa sao mày nói bà Tuyền mở nhà? Tự nhiên sao mày cho nó nghỉ? Tự nhiên cái nó đi. Tao cho đâu, nó đòi nghỉ thì nó kia nó rủ tao về đây la lấy tiền con Tú thôi. Tao đâu cho đâu, nó kỳ mày vậy. Tính vô gặp em mà chị kêu nó vô nói với em là chị ở nhà mà trong khi đó chị ở đây. Chị không muốn gặp mặt em nữa. Em cho chị thời gian suy nghĩ đi, em trả tiền luôn cho nó đi cho nó về. Trả lại đó, chị đưa tiền luôn cho em đi. Về nhà thế nào hai đứa tụi mình cũng cãi nhau đó thôi. Mình ở phòng bên đây đi, em ở phòng bên đây. Thôi em với Kem ở nhà đi, mở người ở phòng đi. Nhưng mà tự nhiên nhà có mày không ở? Nguyên cái bánh xe thì chị biết chắc. Tao nói thiệt nhưng Kem sợ lắm không? Ủa chuyện hai gây ra thì ở gán chịu đi chứ. Em gây ra chuyện gì? Chị đâu nói em đâu. Em trả tiền luôn cho nó đi, đặng đi về. Nó không muốn làm với em nữa thì em trả cho nó đi. Ở nhà đi rồi em trả luôn cho nó nghỉ luôn cũng được. Trời, chuyện hai người mắc liên quan gì tới chuyện em chị với em mà. Ủa thì nó ở đây mày không, mày lấy tiền không được hả? Nó phải đi chung với mày mới được hả? Em đi nữa em. Người không muốn làm với mình nữa thì mình trả tiền luôn cho tao đi cho tao về. Nhanh đi chị. Dạ, em đưa tiền nó nhanh đi em ơi. Mực quá à.
Thôi mày lấy tiền mày trả nó luôn đi. Nói chị về chị nói chuyện riêng với em sao? Có gì chị vô phòng chị nói với em đi. Không. Em trả tiền cho nó đi. Nhanh lấy tiền nhanh đi rồi về. Chị đưa tiền cho em đi về đi. Hai đứa mình quen nhau thế nào không? Về ở chung với nhau cũng gây cãi nhau đó rồi à. Không phải vì chuyện game mà chị giận em đâu. Nhiều chuyện lắm. Ờ, 28 hay 29 gì đó. Em đưa tiền em trả cho nó luôn đi. Này em chưa nói chuyện xong, chị làm gì vậy? Mày từ từ rồi nó đưa, mày làm gì mày giật giấy. Ủa gì vậy bà nội? Tự nhiên mày lấy tiền rồi nó là sao? Cái này đâu phải tiền lương của Ngân đâu, chị làm gì vậy? Chị đi ra đường chị cũng cần có tiền, em đưa tiền đây. Ngân mượn tiền luôn. Nè tiền của mày nè. Mày chỉ lấy đủ số tiền của mày thôi còn gì. Tiền của mày thì mày lấy, sao mày lấy tiền của nó? Tiền của em cầm. Đâu lên. Kiểu hiểu kiểu gì luôn đấy. Anh ơi, em nào có tội mà sao anh nỡ buông tay em rồi. Chuyện tình vụn vỡ sau bao dài khờ. Người từng thương nhớ.